Em xin chào toàn thể các bác. Hôm nay là phiên ngày 9 tháng 6 năm 2019 của phiên bán hàng kênh Lan Rừng Tuyết Kha. Trước mắt các bác đây là mặt hoa của Phi Điệp Pháp các bác nhé. Giả hạc Pháp ạ. Đấy, có một thân thì nó mới nở. Cái này cũng không hẳn là mới rồi các bạn. Cái này cũng nở được một tuần rồi ạ. Đấy, em vẫn cho các bác xem cái mặt hoa nó là như vậy. Cái Phi Điệp Pháp này hàng nhà em về liên tục và em bán giá là 250.000 một bảng các bác nhé. 250.000 một bảng Phi Điệp Pháp hay gọi là giả hạc Pháp ạ. Đấy. 250.000 một bảng Phi Điệp Pháp. Tiếp theo em xin giới thiệu đến các hàng dề nguyên bản. Dề vảy rồng số 1 có giá là 50k. Cái dề này khá là nặng các bác nhé. Cái gỗ nó rất là nặng. Em cũng không biết là cây gì. Đây, nó chỉ có một mặt này thôi. Đấy. 50k dề số 1. Dề số 2, vảy rồng số 2 cũng có giá là 50k. Cái dề này thì nhẹ hơn. Đấy, hai dề thì một dề lá dài, một dề lá tròn. Dề số 3 đó là lô hội. Đấy, kiếm lô hội. Cái dề này cũng là 50k các bác nhé. 50k, dề kiếm lô hội. Đây ạ. Đây là ba cái khúc nguyên bản. Tiếp theo em xin giới thiệu các cái hàng cân của nhà em hôm nay. Thứ nhất là vảy rồng. Vảy rồng em bán giá là 120.000 một cân. Hôm nay hàng rất là đẹp. 120.000 một cân vảy rồng ạ. Cái này thì về các bác ghép để sang năm chơi hoa các bác nhé. Để hoa năm nay thì nó cũng không giữ được rồi. Đấy. Đây, và các bác nhìn vào cái khúc nguyên bản, các bác có thể biết cái cách ghép. Phía bên trong là bộ rễ của nó này. Đấy, về các bác cứ ốp vào như thế này. Và chúng ta ghim lấy cái dây gì đấy, dây nhựa gì đấy, chúng ta vòng qua và chúng ta cố định nó lại. Đến sau một năm, sau khi mà rễ nó ổn định, bám chặt rồi thì chúng ta có thể bỏ dây nhựa ra cho nó đẹp. 120.000 một cân, vảy rồng. Tiếp theo, chồn tím. Chồn tím giá là 220.000 một cân. Chỗ này em còn 1 cân 8 các bác nhé. Còn 1 cân 8 chồn ạ. Đấy. Còn 1 cân 8 chồn. Giá 220.000 một cân, 22.000 một lạng. Tiếp theo, hoàng thảo vôi. Hoàng thảo vôi chỗ này em còn 1 lạng ạ. Đấy, có giá là 20.000. 20.000, thật ra là không cân hay là thật ra là hơn 1 lạng. Đấy. Đây các bác ạ. Đấy, cái chỗ này 20.000 thôi. Hoàng thảo vôi. Bác nào nhanh tay thì được nhá. Tiếp theo, Phi Điệp Vàng, em gọi tạm là lô số 1. Đây là lô thanh lý. Có giá là 250.000. Cái lô này 3 cân 3 các bác nhé. 3 cân 3. Cái lô thanh lý này, thứ nhất là nó rụng hết lá rồi này các bác ạ. Đấy, một số ngọn thì vẫn còn nguyên. Đây, nhưng mà đã bị rụng bớt lá. Còn một số ngọn thì là bị gãy này. Đây. Đấy. Một số ngọn bị gãy, một số ngọn thì rụng lá và một số ngọn thì bị gãy, bị cụt rồi các bác nhé. Đấy, thế nên là nó cũng không còn được nguyên vẹn đâu về cái thân ngọn ấy. Tuy nhiên là cái hàng Phi Điệp này thì rất là khỏe. Đây các bác có thể thấy này, nó đang lên mầm này. Đó.
Đấy, về các bác cứ trồng hoặc ghép thì nó sẽ phát triển bình thường thôi, không sợ chết đâu. Đấy, đây mầm đây ạ, mầm đang lên rất là khỏe đây này, đó, rất là nhiều mầm đang lên này các bác ạ. Nên là về vấn đề các bác lo là chết thì em đảm bảo với các bác là không chết được đâu ạ. Đấy, hàng rất là khô rồi, vận chuyển về đến các bác mất mấy ngày thì là nó cũng không khô hơn được nữa rồi, nó cũng chỉ như này thôi. Lô số 1 phi điệp vàng 250.000. Đây là lô thanh lý. Đó. Tiếp theo hạc vĩ. Hạc vĩ chỗ này em còn 1 cân 2 thôi, em tính tròn 1 cân cho các bác là 200.000 chỗ này các bác nhé. Đấy. Lô hạc vĩ. Hạc vĩ 200.000. Có một cái ngọn rất là mập nhưng mà bị gãy đây. Đấy. Tiếp theo là hải âu, lan hải âu 100.000 một cân các bác nhé, 100.000 một cân lan hải âu. Hải yến, hải yến số lượng em có ít thôi, thế nên là em bán giá là 100.000 một cân ạ. Hải yến 100.000 một cân các bác nhé. Đấy. Tiếp theo là địa lan bạc diệp, hay còn gọi là củ bầu rượu. Em bán giá là 100.000 một cân, có hai loại các bác nhé. Đây là loại củ tròn này. Củ tròn, đây là củ dài. Đấy, củ dài màu xanh, củ tròn thì màu tím hoặc là màu trắng. 100.000 một cân ạ. Tiếp theo, dáng hương đuôi cáo 180.000 một cân các bác nhé. 180.000 một cân đuôi cáo. Đấy, cây thì cây tầm nhỡ trở lên ạ. Cái lô này thì không có xếp V các bác nhé, chỉ có xếp lưng thôi. Đấy. Chỉ có xếp lưng và một số là lá lướt ạ. Nhưng mà cây khá là to, cây tầm trung trở lên. Đấy. 180.000 một cân, dáng hương đuôi cáo. À đây em xin chia sẻ với các bác mặt hoa của đuôi cáo, nếu như bác nào chưa biết ạ. Đây là mặt hoa của dáng hương đuôi cáo các bác nhé. Đó, rất là thơm ạ. Đấy, cáo nhà em thì nở hết giò này đến giò nọ, nên hôm trước vừa quay cho các bác cái giò khác nó tàn mất rồi, hôm nay lại có giò này. Đấy. Đó, đây là mặt hoa đuôi cáo đây các bác ạ. Tiếp theo em xin giới thiệu cái lô phi điệp vàng, em tạm gọi là lô số 2. Đây, lô số 2 có giá là 120.000, chỗ này là 1 cân 2 các bác nhé. Đấy, cái lô này thì là lô này lô mới đẹp luôn ạ. Cái này có lẫn với cả một vài cây kim thoa vào đây. Đây, có hai cây kim thoa. Đấy, cái lô này là 120.000 các bác nhé. Lô phi điệp vàng. Các bác chốt hàng cứ bảo là lô số 2. Tiếp theo, đùi gà. Đây là đùi gà Cao Bằng các bác nhé. 180.000 một cân. Đây ạ. Đấy, riêng cái hàng đùi gà Cao Bằng thì em xin được chia sẻ với các bác là có một số thân thì nhìn nó có vẻ tròn hẳn như thế này. Đấy, nhưng mà một số thân thì nhìn nó như thế này. Nhưng mà cái mặt hoa của nó thì vẫn là hoa, mặt hoa của đùi gà tròn các bác nhé. Đấy, các bác chơi thì chủ yếu chơi hoa đúng không ạ?
Thì các bác thích mặt hoa của đùi gà tròn thì là tất cả đây. Cái lô đùi gà Cao Bằng này nó chỉ có một mặt hoa thôi. Đấy. Thân nó thì có một số thân nó không tròn hẳn, nó hơi hơi dẹt một chút. Đây này. Đấy, nhưng mà nó vẫn thuộc cái dòng là đùi gà tròn các bác nhé. 180.000 một cân ạ. Tiếp theo, kiều vàng. Kiều vàng hôm nay em thanh lý. Còn 180.000 một cân kiều vàng các bác nhé. 180.000 một cân kiều vàng. Tiếp đến là kiều tím. Kiều tím là 300.000 một cân ạ. 300.000 một cân kiều tím các bác nhé. Có cả dề to. Đấy. Cái dề to này chắc là khoảng tầm 2 cân 3 cân gì đấy. Nắng quá. Chỗ này bị hơi bị nắng buổi sáng. 300.000 một cân kiều tím. Tiếp theo là tiên vũ. Tiên vũ thì hôm nay em còn một ít, em chia thành 3 hình. Hình số 1. Nắng quá. Hình số 1 dề này chín lạng. Có giá là 150.000 các bác nhé. Tiên vũ số 1. Nắng quá, em cho xuống đây cho bác xem. Đây. Đấy. Đây là hình tiên vũ số 1. Đó. Có giá là 150.000. Dề tiên vũ số 2 nặng 1,9 cân, có giá là 300.000 các bác nhé. Đó. 1,9 cân 300 ạ. Có mầm ra này, em không biết là mầm hoa hay là lá. Hình như cái này là hoa này, cái này là lá này. Cái mầm hoa thì nó phải tròn tròn. Đây ạ. Đấy, mặt sau tiên vũ số 2 có giá là 300.000 ạ. Hình số 3 tiên vũ. Hình số 3 nặng 0,7 cân, có giá là 130.000. Đây, đây là cả các cái giả hành rơi. Một giả hành 2, 3. Và đây là một khóm ạ. Đấy. Cái giả hành này rời ra rồi, thành 4 giả hành và một khóm này. Thì có giá là 130.000 các bác nhé. À, tiếp theo lô hội, kiếm lô hội em còn 1 cân 4, em tính là 1 cân. Ơ, em xin lỗi, em nhầm giá rồi. Cái này là 50.000 thôi các bác nhé. Em nhầm nhầm với xích ngọc rồi. À, 1 cân 4 nhưng mà em tính 1 cân thì có giá là 50.000 cái chỗ lô hội này ạ. Đây là lá dài các bác nhé. Lô hội lá dài. Đấy, 50.000, lát nữa em sẽ sửa lại giá. À, tiếp theo kiếm xích ngọc. Kiếm xích ngọc cái dê này nặng 7 lạng. Đó. Có giá là 100.000 ạ. Em còn một dê duy nhất. Mạc xuân. Mạc xuân 100.000 một cân. Cái này là do hôm trước trời mưa nên là bị bùn đất nó hơi bẩn. Đấy. Đây. 100.000 một cân mạc xuân các bác nhé. Hai mốc hồng. À thôi, em giới thiệu nốt cái đằng bên này đi. Nghệ tâm ạ. Nghệ tâm em còn 3 bó. Nghệ tâm có giá là 50.000 một bó các bác nhé. 50.000 một bó. Tiếp theo là các loại hài. À, thứ nhất là hài gấm. Hài gấm 130.000 một cân. 13.000 một lạng. Đấy. Đây hỏng. Hài gấm thì cái lô hôm nay nói chung là nó cũng không được đẹp lắm các bạn. Đấy. Về các bác làm giống vào vườn. Đây. Nói chung là cây thì lá ngắn,
khi mà vận chuyển thì đỡ được cái khoản gãy dập. Nhưng mà trồng thì lá dài nó sẽ đẹp hơn. Lô hôm nay chỉ có vài cây lá dài thôi. Đây, như cây này này. Cây này, đấy, có một số cây lá dài. 130.000 một cân hải gấm. Hải mốc hồng 150.000 một cân. 15.000 một lạng. Cái chỗ này thì em cũng chưa cân nhưng mà chắc cũng chỉ có khoảng 1 cân thôi. Đấy, hải mốc hồng 1 cân được rất là nhiều. Tiếp theo hải hương. Hải hương 50.000 một lạng. 50.000 một lạng. 500.000 một cân. Hải hương. Hải Helen 30.000 một lạng, 300.000 một cân. Hải Helen. Tiếp theo, hải dâu 130.000 một cân, 13.000 một lạng. Hải dâu thì hôm nay em có hai loại. Đấy, một loại lá dài. Đây, loại lá dài và một loại lá ngắn á. Ngắn hơn một chút. Đó. Đây lá dài đây. Lá dài có rễ này rất là đẹp này. Đấy. Đấy. Trăm ba một cân hải dâu. Tiếp theo hải trần liên. Hải trần liên thì 30.000 một lạng, 300.000 một cân ạ. Đấy. Hải trần liên. Thế là các cái mặt hàng của nhà em ngày hôm nay. Các bác có nhu cầu lấy loại nào thì liên hệ với số điện thoại của em là 0914996482 các bác nhé. Những cái lô mà em thanh lý như thế này thì em sẽ ưu tiên các bác là lấy cả lô. Ví dụ như hạc vĩ này, bác nào lấy cả lô thì em sẽ bán ưu tiên. Còn lấy lẻ vài lạng thì nói thật là em cũng rất là lười cân. Cái cây tam bảo sắc này, hoàng thảo tam bảo sắc. Đấy, như lô phi điệp cũng vậy. Phi điệp vàng. Thôi em xin phép dừng clip ở đây ạ.